kính chào các bác. Trong buổi sáng nay thì em xin các bác kiểm video để tiếp thị đến các bác cặp loa là top LV12 các bác nhá. Sở hữu một bát 30, một tép kèn. Và combo hôi này thì em đánh một cục đẩy 3 kênh. Các bác sử dụng đánh một cục súp 618m của JBL. Và một trong bác số JBL có thích. Các bác về lời cao kê, phòng 3 cao kê rất vào rất thị trường rất nhiều, tầng loa là tốt cao cấp. Bạn nào muốn combo với cao cấp này thì alo cho em cái đầu rồi nhé. Rất nhiều các cặp loa siêu âm như bán và trước mắt các bác là một cặp loa siêu 47 và làm ăn. Rất là sắc cơ. Cho tôi biết đã giá cũng còn thương nhau thì anh thấy không cần chỉ muốn nhau chỉ là và tôi đã giảm được 4 cân nhé, từ 78 cân xuống còn 74. Trời ơi, chỉ một ấu này thôi được cô khỏi không, cứ quảng cáo nghe thấy bác nói là căng luôn. Anh thương em có
người ta sẽ bố em là anh với những đam mê đời trai. Anh mong em nhận ra rằng hạnh phúc đâu nào xa xăm, dù cho